nhiều lúc tôi nghĩ ngày nào tôi cũng bày ăn vậy rồi khi nào tôi mới ốm ta. Hello, hôm nay lại là series ăn tại văn phòng với tụi tôi nè. Bữa nay ăn sương sương trái cây hay nha. Không phải đồ công ty mà tôi khen đâu nha Nghiêu Ngã hả? Trên app ghi là thơm mini chứ tôi thấy cắt ra một đĩa đầy ủ luôn á. Chia cho cả văn phòng cũng được, nếu ăn cái này là phải chuẩn bị thêm muối nha. Chấm một miếng là phái, phái, chải, miếng. Khoe cần cảnh đĩa thơm nè, nói không thèm là xạo. Thông tin tôi để ở đây, ông bà nào cần đặt mua thì coi nha. Thôi, khoe xong rồi tôi đi ăn nha. Bye bye.